Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món xoài ngâm chua ngọt. Món này mình thấy rất nhiều bạn yêu thích và mình làm tại nhà thì cũng đơn giản cực kỳ luôn. Thì với cái xoài ngâm chua ngọt này nè, thì các bạn làm xong rồi ấy, mình để khoảng 1 ngày 2 ngày thôi là mình có mình ăn rồi. Thì hai cái hũ xoài ngâm này mình vừa làm xong tức thì luôn á các bạn. Khi mà ăn thì mình sẽ chấm với lại muối tôm nè. Đó, mời các bạn nha, xoài ngâm chua ngọt. Ngon hết sảy luôn các bạn. Cái phần xoài thì ăn nó chua chua, ngọt ngọt nè, giòn giòn nè. Kèm theo đó là cái phần muối tôm nữa. Đó, thì nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm món xoài ngâm chua ngọt thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái món xoài ngâm chua ngọt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là xoài bao tử. Nếu mà các bạn không mua được cái xoài bao tử này thì các bạn dùng cái xoài xanh cũng được ha. Cái xoài xanh trái to đó các bạn. Đây hay nói là cái loại xoài này nè, thì cái loại xoài này mình làm cũng được nha, nhưng mà mình mua cái xoài bao tử này thì ăn thì nó sẽ ngon hơn. Thì cái xoài này khi mà các bạn làm ở nhà thì mình có thể để được rất là lâu ha, các bạn có thể để khoảng 1 tháng 2 tháng gì đó cũng được, nên là ví dụ như một lần các bạn làm á, có thể mình làm nhiều cũng được ha. Hôm nay mình có đây là 1 ký 2 nha, 1 ký 2 xoài. Rồi đường thì các bạn dùng một loại đường cũng được ha, mình dùng đường cát trắng thôi cũng được, còn không á, các bạn muốn cho nó ngon á thì các bạn dùng ở đây là 30g đường thốt nốt ha, 30g đường thốt nốt và đường phèn nha các bạn. Còn giả sử như mà các bạn muốn dùng một loại đường là đường cát đó thì các bạn dùng hẳn cho mình luôn là 300g nha, 300g đường cát. Rồi ngoài ra để cho nó cay cay hơn đó, thì mình dùng thêm ít ớt nè, một miếng chanh để chút nữa mình sơ chế cái xoài này và giấm. Mặc dù cái xoài nó đã có vị chua rồi các bạn, nhưng mà khi mà mình làm chua ngọt đó, thì mình phải có một xíu giấm nữa thì nó mới ngon ha. Rồi cũng như là một cái hũ để mình đựng xoài. Cái hũ đựng xoài thì các bạn nên rửa sạch rồi mình phơi cho nó khô ha, chứ còn nếu mà hũ nó bị dơ thì mình làm cái xoài nó rất dễ bị hư nha các bạn. Trong thời gian mà mình đi gọt xoài á thì các bạn cho vào trong cái nồi này cái cục đường thốt nốt ha, tại vì cái đường của mình là dạng đường cục ha, nên mình phải nấu cho nó chảy ra. Mình đổ vào xíu nước ha các bạn, để nấu cho nó dễ. Khi mà cái đường này nó chảy ra rồi thì mình sẽ cho tiếp cái đường phèn vào ha. Đây ha, về cái lượng đường phèn á, thì các bạn cho mình là khoảng 300g nha các bạn, 300g đường phèn. Thường thì cái đường thốt nốt này mình mua cái đường thốt nốt cục quá các bạn, nó thơm hơn là cái đường thốt nốt mà cái dạng người ta đã cà nhỏ ra rồi ha, cà nhuyễn rồi đó, nó không thơm bằng. Thông thường mình thấy nhiều bạn hay ăn cái món xoài ngâm lắm, nhưng mà cái xoài ngâm bên ngoài mua thông thường người ta sẽ ngâm với lại cái một ít nữa cái phẩm màu để cho nó có cái màu vàng vàng, ăn thì nó rất là độc hại các bạn. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn ăn cái miếng xoài vào, các bạn cảm nhận được cái vị nó ngọt ngọt ở trong cái cổ họng của mình á, là người ta dùng những cái đường hóa học á các bạn, ăn thì nó không có tốt cho sức khỏe ha. Nên là bạn nào mà thích ăn cái xoài ngâm thì mua về mình làm ở nhà, nó dễ mà nó cũng rẻ nữa, mình làm một lần như vậy mình ăn cả tuần cũng được ha, chứ nhiều khi mua bên ngoài ăn nó không có vệ sinh. Sau khi mà cái đường thốt nốt mình mà nó chảy ra hết rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho cái đường phèn vào ha, mình sẽ dùng cái muỗng này. Về cái lượng nước mắm á, thì các bạn cho mình nó cỡ khoảng 3 cái muỗng này ha các bạn, nó cỡ khoảng 30ml nước mắm. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là 600ml nước lọc. Về cái lượng giấm á, thì các bạn có thể cho mình khoảng từ 50 cho đến 100 ha, 100ml giấm, nó tùy vào cái độ chua mà các bạn muốn nha. Bạn nào mà muốn ăn cái xoài ngâm nó chua nhiều á, thì các bạn cho nhiều giấm ha, như mình thì mình sẽ cho nó cỡ khoảng 5 cái muỗng này giấm. Mỗi một cái muỗng như thế này nó cỡ khoảng 10ml ha, mình cho 50. Ok ha, 5 cái muỗng giấm. Thì bây giờ mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp đường, nước, mắm và giấm này nó sôi lên nha các bạn. Nó sôi lăn tăn lên rồi mình tắt lửa, mình để cho nó nguội. Thì đây là cái nước để mình ngâm với xoài bao tử ha. Đó, mình làm ở nhà như thế này thì các bạn thấy là chỉ có đường, muối và đường giấm thôi, và nước mắm thôi. Nhiều người thì họ cho thêm muối ha, còn nhiều người thì họ không thích cho nước mắm, thì nó tùy các bạn thôi à. Khi mà các bạn làm cái nước này xong thì các bạn có thể nếm, nhưng mà khi mà nếm thì lưu ý là mình dùng cái muỗng khác ha, mình đừng có nếm xong rồi mình thọc cái muỗng của mà mình vừa nếm xong á vào cái nồi thì nó sẽ dễ bị hư. Các bạn nếm làm sao để cho nó có cái vị ngọt nhiều nha các bạn, ngọt nhiều, sau đó là một cái vị mặn ít và một cái vị chua ít thôi.
Rồi bây giờ về cái xoài này á, thì để trước khi mà các bạn gọt á, các bạn cho mình vào trong cái thau một thìa cà phê muối. Mình sẽ bắt vào đây thêm một miếng chanh ha các bạn. Ha, thì có muối và chanh vào thì cái xoài mình ngâm nó sẽ không có bị đen. Tại do cái này là cái xoài non á, nó rất là nhiều cái nhựa. Đây nè. Để thấy không? Nó có rất nhiều cái nhựa nên là bắt buộc là mình phải ngâm trong cái thau nước muối và chanh như vậy. Thì bây giờ cái xoài bao tử này thì các bạn gọt vỏ ha. Cái này mà mấy bạn tin tin hay là mấy bạn mà đang có bầu ăn cái món này là hết sảy luôn. Ha, sau khi mà các bạn gọt vỏ xong rồi thì mình sẽ ngâm trong cái thau nước muối và chanh ha, để cho nó trắng, nó không có bị đen. Cái xoài bao tử này các bạn thì nó cũng có nhiều giống lắm, có giống thì nó bị chát, có giống thì nó không, nên chút nữa nếu mà nó bị chát á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình xử lý ha. Chứ còn nếu mà cái xoài nó bị chát mà các bạn không có sơ chế nó mà các bạn đi ngâm luôn á, thì ngâm xong nó cũng chát ngầm mà mình ăn không được đâu. Về cái xoài sau khi mà các bạn gọt vỏ rồi đó, thì bây giờ mình chẻ làm đôi hoặc là mình chẻ miếng vừa ăn nha các bạn. Bỏ cái hộp đi. Ha, sau khi bỏ hộp rồi mình cũng ngâm trong cái thau nước muối và chanh loãng này luôn để cho nó đừng bị đen. Về cái nồi nước đường nước mắm á, thì sau khi nấu xong rồi các bạn để nguội cho mình nha. Bạn nào mà thích dùng thêm những cái loại khác ví dụ như là cốc non á, thì các bạn cũng cho chung vào đây luôn ha, cũng được ha. Xoài với cốc thì mình ngâm chung luôn cũng được. Ha, các bạn có thể mình cắt một miếng á, mình ăn thử để xem mà nó có bị chát hay không ha. Nếu như mà nó bị chát thì mình sẽ trụng trụng sơ nó đi, rồi mình ngâm nó trong một cái thau nước đá để cho nó hết cái vị chát ha các bạn. Còn nếu mà nó không có bị chát á, thì khỏi. Cái thời này thì nó không chát mà chua quá. Chua dã man luôn. Nên nếu mà giả sử mà các bạn mua nhầm cái giống xoài mà nó bị chát á, thì các bạn phải trụng ha, mình trụng nó nhanh lắm các bạn, khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Sau đó mình sẽ ngâm nó vào trong cái thau nước đá nha. Tại vì cái xoài mình mua nó không có bị chát á, nên là mình khỏi cần làm cái bước đó. Nha, trong thời gian mình chờ cho cái nước mắm mình nó nguội hoàn toàn á các bạn, thì mình cứ ngâm ngâm xoài trong cái thau nước muối và chanh này. Rồi khi nào mà nó nguội rồi đó thì mình sẽ vớt ra, mình để cho nó ráo nước. Khi mà nó ráo nước luôn thì mình ngâm thì nó mới không có bị hư. Chứ còn nếu mà nó còn ướt mà các bạn ngâm á thì nó sẽ bị hư nha. Rồi bây giờ về cái phần ớt á, thì các bạn có thể là mình để nguyên trái cũng được, để nguyên trái thì nó ít cay hơn. Còn giả sử như bạn nào muốn ăn cho cái xoài nó cay nhiều á thì mình cắt ra. Ớt thì mình không cần phải trụng ha các bạn, không cần phải trụng, không cần phải làm gì hết, chỉ cần rửa sạch là được rồi. Ớt vàng này nó cay dữ lắm đó nha các bạn. Nên mình cho nó cỡ khoảng 3 trái là nó vừa. Đây, cho thêm mấy trái ớt đỏ vào nhìn cho nó đẹp. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho xoài vào. Ha, xoài thì các bạn để ráo nước ha, rồi mình cho vào. Thông thường khi mà các bạn ngâm á, thì mình sẽ để bên ngoài nha các bạn. Các bạn để bên ngoài khoảng một ngày hai ngày gì đó thì nó tùy vào cái xoài nó dày hay nó mỏng, mà nó thấm nhanh hay là nó thấm chậm ha. Khoảng ngày hai ngày là mình có xoài ngâm mình ăn rồi, rất là ngon. Sau khi mà nó đã thấm vào rồi á, thì mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, mình để khoảng 1-2 tháng luôn mình ăn thì nó vẫn ngon. Chứ các bạn đừng để bên ngoài nha, để bên ngoài nó sẽ bị mềm, nó không ngon đâu. Phải cho nó vào trong tủ lạnh á, nó giòn giòn ăn nó mới ngon. Sau cùng thì mình sẽ múc nước mắm ha, mình cho vào. Nước mắm đường mình nấu rồi đó, mình cho vào mình ngâm thôi. Sau khi mà cho vào rồi thì mình đậy nắp kín lại ha các bạn. Để bên ngoài đi, khi nào mà nó thấm vào rồi á, thì mình cho nó vào trong tủ lạnh. Ok ha, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món xoài ngâm chua ngọt. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món xoài ngâm này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.